Một thời gian trước đây thế giới đã hứng chịu một quả bom dân chủ không biết do ông mẽo nào thả, khiến cả thế giới bị dỉ sét và chìm trong hoang mạc. Một thanh niên bí ẩn xuất hiện với bộ dạng kín bít đang bị kẹt lại ở thông quan. Anh ta chú ý đến một tờ giấy truy nã còn ông mập bảo rằng đây là kẻ bị truy nã vì được cho cải tạo ra nấm và nấm vào lúc bấy giờ là một thứ độc hại. Trong thành phố người dân vẫn còn sinh sống và làm việc nhưng cảnh vệ thì xuất hiện khắp nơi để bắt giữ ngay những ai có dấu hiệu buôn bán nấm vì đối với họ nấm không khác gì ma tuế. Tại một nhà thổ nơi mà một phú bà đang ngồi luyên thuyên về cuộc đời đau khổ của mình còn mấy cô khác thì cố gắng giả vờ nghe, đàm đạo về mấy chủ đề trên trời dưới đất. Ở trong một căn buồng nơi mà có một đôi trai gái đang làm gì đó mờ ám, anh đút vào cô thì kêu sợ quá vì nó to còn anh thì an ủi to vậy mới có hiệu quả. Ồ hóa ra họ đang tiêm trích và bốc thuốc. Cậu ta tên là Milo là một bác sĩ trẻ và đang giúp người dân chữa bệnh dỉ xét đang ăn mòn cơ thể. Do không có phòng khám riêng nên được các cô gái bán hoa cho mượn một góc trong lầu để làm phòng khám. Trong lúc Milo đang chữa trị cho hai bố con nọ thì bà chủ nơi này có kể về những người bảo vệ nấm. Lời đòn rằng chính những người bảo vệ nấm đã phát tán dỉ xét và khiến thế giới như bây giờ. Milo đã làm việc xong nên được bà chủ gạ cho chơi gái miễn phí. Các cô gái nghe thế thì hớn hở lắm còn nếu phải tôi thì tôi không khách sáo. Nhưng Milo bảo éo vì mình đẹp trai chứ đâu có dễ dãi. Lúc ra về Milo đã đi ngang qua một tiệm bánh để mua đồ về đồng thời mua một ít nấm từ ông chủ quán. Ông chủ quán cũng muốn Milo cẩn thận đừng để bị bắt nếu không thị trấn này sẽ loạn vì chỉ có mỗi cậu là bác sĩ ở đây ông chủ cũng không dám nhận tiền vì Milo đã chữa miễn phí cho con gái ông, nhưng cậu vốn chính trực nên vẫn để tiền lại và ra về. Milo về và đưa bánh cho chị mình, chị cậu là một cảnh vệ nhưng vì đang nhiễm dỉ xét nên đã được cho nghỉ nên bây giờ cuộc sống của họ chủ yếu dựa vào Milo. Vừa về thì Milo đã đi bảo chế thuốc vì được ủy ban tài trợ cho chiếc máy xịn sò. Nhưng chị muốn cậu cẩn trọng với ủy ban trưởng Kuzokawa vì hắn là một kẻ sẽ không cho không ai thứ gì dính dáng nhiều đến gã thì sẽ không tốt. Milo bảo là éo sợ vì mục tiêu là phải điều chế ra thuốc trị bệnh di xét để có thể chữa cho chị và nhiều người khác trong thị trấn. Lúc này bên cảnh quan ông béo vẫn ba hoa về kẻ bị truy nã cùng khả năng của hắn cho người bịt mặt, thắc mắc về số đồ lớn sau lưng anh ta THFI được anh ta cho biết toàn bộ là xác chết. Bây giờ đột nhiên TV đưa tin về việc những cây nấm khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành phố khiến chị Milo đứng ngồi không yên. Milo lúc này đã xin phép chị ra ngoài giao thuốc còn chị cũng nhắc cậu phải cảnh giác. Milo đã đến chỗ ông bán bánh để lấy thêm nấm được giao nhưng lại bị một đứa nhóc cướp mất vì nghĩ là đồ ăn. Milo đã đuổi theo đến một ngõ nhỏ thì cậu bị cậu nhóc kia đánh lén, cậu nhóc tưởng Milo là con gái nên ngừng tay, nhưng bất ngờ chưa bố mày là con trai chính cống, nhưng Milo không trách cậu bé mà còn chữa cho một bên mắt của cậu nhóc và hứa lần sau sẽ khao cậu nhóc ăn. Cậu nhóc vừa rời đi thì tên ủy ban trưởng Kuzokawa đến ông ta vẫn cố mời gọi Milo đi theo mình để đến nơi lớn hơn chữa bệnh, nhưng Milo vẫn từ chối vì còn chị ở nhà. Ông ta vẫn cố mời gọi và còn đến gần hơn khiến Milo lo lắng là sẽ để lộ túi nấm trong tay, đột nhiên một cây nấm khổng lồ xuất hiện giữa đường khiến ông ta phân tâm. Quay lại chỗ cảnh quan người đàn ông bịt mặt bảo rằng đấy là xác chết của những người tu hành và bản thân mang trọng trách đến trả xác về cho những người thân của họ. Bảo vệ tạm tin và không kiểm tra nữa nhưng họ lại thắc mắc vì cậu ta mang theo cung và nó là một thứ vũ khí bị cấm. Lúc này người tu hành mới lộ ra nhân diện thật của mình, anh ta mang mái tóc đỏ và đã bắn một mũi tên để nấm mọc lên và phá hủy mọi thứ. Cậu ta đang né tránh cảnh vệ thì vô tình chạm mặt Milo, lúc này trong phòng chị Milo đã lên đồ để đi bảo vệ thành phố đúng lúc Milo đã chạy về nhà thì thấy cậu cố ngăn cản cô thì bị đánh vào gáy bất tỉnh vì nói nhiều lúc tỉnh dậy thì chị đã rời đi nên milo đành đâm đầu vào điều chế thuốc từ mớ nấm mới có được đang làm dở thì chàng trai tóc đỏ xuất hiện từ sau lưng cùng với một cụ già bị thương nặng anh ta tự giới thiệu mình là bích kẻ đang bị truy nã bắt đầu có sự nghi ngờ nên người bảo vệ đã yêu cầu cậu ta chứng minh bản thân là nhà tu hành bằng cách đọc ra một đoạn kinh dồn cậu ta rơi vào thế bí cậu ta bắn một mũi tên khiến chỗ cửa bị phá hủy mở tấm vải ra trong đó là ông của bích và một con cua khổng lồ cả hai đã chạy đi vì cảnh vệ hà mã vác súng máy to tổ bố đuổi đến bích cô lên lưng cua và bắn từng mũi tên để giải quyết từng con hà mã một cậu cùng ông đã dùng nấm để nhảy thẳng vào trong tường thành và dòi dẫn đến việc bản thân gây loạn trên toàn thị trấn bích đã đưa milo đúng loại nấm cần để chế thuốc chữa cho ông mình vì ông bị thương nặng milo mũi thính như cún chỉ ngửi mùi và biết vết thương của ông vô cùng nặng không thể chỉ dùng thuốc chữa nên xin được phẫu thuật bích đành tin vào cho milo 10 phút để chế thuốc rồi mới phẫu thuật như người của lão ủy ban trường phát hiện ta nơi này chúng bắn một phát cảnh cáo nên Bích Cô đã lấy Milo làm con tin nhưng chúng bảo mình éo ke nên vẫn bắn không do dự không còn cách nào khác nên Bích Cô đành bắn ra vài mũi tên và đợi lũ đầu thỏ tiến vào cậu ta căn thời cơ chuẩn bị mang cả Milo và ông mình rời đi cả phòng khám của Milo đã bị nấm mọc lên và phá hủy dù tiếc nhưng Milo cũng chẳng còn cách nào vì nếu không làm vậy thì bản thân cũng gặp nguy lúc này chị cậu đã lái xe đến nơi của đội cảnh vệ do cô là chỉ huy nên những cảnh vệ ở đây đã nghe theo lệnh và cho cô biết tình hình mọi thứ vào chiều hôm đó khi mà hai ông cháu Bích Cô sắp bị dồn vào chân tường, họ đành dùng một loại nấm bật nhảy để bay qua tường, đúng lúc sắp rời đi thì một con hà mã xông tới muốn hôn yêu Bích Cô bằng hàm răng của mình, nhưng cảnh quan cùng trợ lý phải bất ngờ khi Bích Cô một mình nhấc bổng nó rồi ném đi. Tại chỗ lão Kuzukawa một cô gái tóc hồng xuống hiện rối rít xin lỗi vì đã để cho Bích Cô thoát được, nhưng lão chả quan tâm lắm, lão vội sai người đi làm việc để tránh để Bích Cô chạm mặt với đội cảnh vệ. Quay lại sự việc đã diễn ra trước đó vài tiếng khi mà Bích Cô cùng ông mình đã vượt qua trưởng thành và tìm được một góc để nghỉ chân. Ông của Bích hiện đang bị bệnh gì xét và không còn nhiều thời gian. Ông cũng tự đoán được bản thân sẽ không qua khỏi nên muốn dặn dò Bích phải cố gắng dù không có ông. Vì cậu là người khỏe nhất và giờ đây đã thành thục mọi kỹ năng mà ông truyền dạy trừ pha chế thuốc. Nhưng cậu từ chối không nghe vì bản thân và ông đã phá banh cả chục trạm kiểm tra chỉ để tìm nấm ăn gì rét và tạo ra thuốc chữa cho ông. Cho nên cậu sẽ không để ông chết và cũng cấm ông xem mạng mình qua loa như vậy. Bích cô đến chỗ con cua ngồi nghỉ thì phát hiện có tên lửa bay đến nên bắn một tên khiến tên lửa tự hủy giữa đường, khiến cô gái ngồi trên điều khiển chiếc máy bay ốc sen phải bất ngờ. Ông cậu nhận ra và nhắc cậu trốn dưới con cua để né độc mà ốc sen sắp phun ra. Bích cô cố bắn trả thì đột nhiên bị một con lươn điện từ đâu ra cắn vào chân ngay lúc đó thì máy bay bắn trả khiến ông cậu phải đứng ra đỡ đạn thay thằng cháu đích tôn. Thấy ông mình bị đục lỗ Bích cô đã tức giận và bắn một mũi tên thẳng vào máy bay khiến nó rơi xuống. Cậu sau đó đã ngay lập tức cưỡi cua và chạy vào thị trấn để tìm bác sĩ cả hai lúc này đã trốn dưới cống ngầm milo tỏ ra bất ngờ trước độ sống dai thành huyền thoại của ông bích khi lĩnh sáu viên đạn mà không đi bích cô hỏi cậu có chữa được cho ông mình không milo bảo được nên cậu muốn ra ngoài làm loạn để câu giờ cho milo nhưng milo muốn xử lý vết thương cho bích cô đã rồi mới để cậu ta đi cậu ta giáo ông mình lại cho milo và ra ngoài ông bích cô dù bị thương nhưng vẫn còn tỉnh và chứng kiến hết chuyện vừa rồi lúc này chị milo đã nghe tin báo về rằng nơi cô đang hướng đến là do người của kauzokawa ngụy tạo và hướng đúng phải là phía tây anh cảnh sau đó muốn cô bình tĩnh trước khi nghe tin tiếp theo vì họ phát hiện một cây nấm khổng lồ đã mọc ở ngay phòng khám của Milo. Chị Milo dù tức giận lắm nhưng vẫn ra chỉ thị cho họ rồi một mình tiến đến hướng tây. Lúc này cô đã dọn dẹp xong người của Kajou và chỉ giữ lại cô gái tóc hồng vì cô ta dùng sự cute của mình để cầu xin cậu. cô đang thẩm vấn giờ nhỏ tóc hồng thì chị Milo phi đến với con xe tay ga. Bico dùng nấm hất tung cô lên nhưng cô không ngần ngại mà lao vào tấn công bất ngờ. Sau làn khói Bico bắn tên bắn thủng được vũ khí của cô, những người ở dãy phố đèn đỏ nhìn những cây nấm to mọc lên thì thích thú. Chắc có lẽ thường ngày họ chỉ được nghịch những cây nấm nhỏ. Bất ngờ một người đến báo tin về phòng khám gấu trúc bị phá hủy khiến bà chủ lo lắng cho Milo. Trong lúc đó thì Milo đã bắt đầu truyền máu vào cho ông Bico. Nhưng ông đã tỉnh dậy và biết bản thân nhiều nhất là chỉ còn một tháng trước khi dỉ xét làm đến bộ phận quan trọng. Ông khen tay nghề của Milo và giới thiệu mình tên là Jabi ông của Bico, còn lúc này thì Bico và chị Milo đang chiến đấu hàng say. Dù cho Bico vẫn cố khuyên cô dừng tay nếu không dỉ xét sẽ lan rộng hơn và cô sẽ đai nhưng cô không quan tâm. Vẫn cho rằng cậu chính là nguyên nhân gây ra dỉ xét khiến Bico khó chịu mà giải thích. Cùng lúc đó ông Jabi đã kể lại chuyện nấm không làm lan rộng dỉ xét mà nó ăn dỉ xét để phát triển. Vì thế giới trở nên khắc nghiệt buộc sinh vật phải tiến hóa để thích nghi và nấm là thứ đầu tiên được tiến hóa. Ông cùng bảo rằng hiểu lâm đã bắt đầu từ khi những người nấm trồng nấm lên những phần dỉ xét nhưng chúng chưa thể thanh tẩy dỉ xét được ngay mà cần một khoảng thời gian người ngoài đã nhìn vào và thấy nấm sống trên dỉ xét nên đã hiểu nhầm rằng nấm gây ra dỉ xét tin cũng vì những người bảo vệ nấm không giỏi ăn nói nên hiểu lầm càng lớn dù đã nghe nhưng chị mi lo nhật quyết không tin vào còn ném cả chiếc xe vào bít cô khiến cậu bị thổi bay ra xa cậu cố giải thích rằng bản thân chỉ trồng nấm lên chỗ dỉ xét để chữa trị mà chưa hề yêu cầu một lời cảm ơn đã thế còn bị đánh oan nên cay vãi trưởng nhưng cô từ chối hiểu mà chỉ muốn biết mục đích của cậu là gì Bích cô tiết lộ mình và ông đều đang đi tìm nấm ăn dỉ xét một loại nấm được xem là thần dược khi có thể trị tận gốc gì xét ở bất cứ đâu chị milo nghĩ cậu đang ngụy biện nhưng biết cô chẳng quan tâm cậu khoe là đã kiếm được một bác sĩ khá tốt ở đây nhìn họ khá giống nhau nên biết chắc họ có quan hệ máu mủ chị milo nổi máu lao và đập nát chỗ cậu ta đứng nhưng biết cô đã cố ý dùng milo để khích tướng cô và rồi câu đủ giờ cho nấm mọc trong vũ khí của cô cậu cay cú lắm vì việc của mình là chồng nấm chứ éo phải là đập gái sinh cậu bắn một mũi tên để gây mê rồi nhẹ nhàng đỡ chị milo rồi đem về cống ngầm Tại đây cậu đã gặp lại ông của mình trong bộ dạng khỏe mạnh như trai 18, xúc động sắp khóc nhưng cố nín còn Milo cũng chạy đến ngay sau đó. Ông Gai Bi khen Milo rất có tay nghề còn Milo gặp lại chị thì hơi hoảng nhưng biết cô cho biết chị cậu quậy dữ quá nên. Chỉ bị tiêm thuốc mê thôi chút nữa là tỉnh Milo cũng đã tiêm thuốc ức chế gì xét cho chị nhầm câu thêm thời gian. Vì cảnh vệ sắp đến nên ông Gabi tình nguyện ở lại câu giờ cho hai bọn chạy thoát. Nhưng biết cô không đồng ý vì thiếu ông thì sẽ không có ai điều chế thuốc. Ông lướt qua Milo và bảo cậu ta sẽ làm thay mình. Bico phản đối vì thế giới bên ngoài rất khắc nghiệt với một người như Milo. Nhưng Milo vẫn một mực đòi đi theo vì muốn tìm ra phương thuốc để cứu người thân cuối cùng của mình. Thấy được quyết tâm đó nên Bico đã đồng ý để Milo đi theo. Cảnh vệ cũng đã đến nên ông Jabi đã bắt đầu phải cản phá còn Milo quyết định sẽ để chị lại đây cùng với một túi thuốc ức chế gì xét. Milo đang sướt mượt tạm biệt chị thì bị Bico cắt ngang vì cậu ta làm quá lâu nên đã lôi cổ Milo chạy ngay và luôn. Cả hai ra đến cổng thì bị cảnh vệ chặn lại một đám cảnh vệ cũng đuổi đến từ phía sau. Bích cô bắn một mũi tên. Cây cầu nhanh chóng bị phá hủy, đẩy cả hai ra khỏi cổng thành. Ngày đầu tiên ra bên ngoài, Milo đã nói liên tục khiến Bích cô phát cáu. Milo nghĩ có vẻ hai đã lạc nhưng Bích cô éo chịu thừa nhận vì tự tôn của một thằng sinh ra đã đi phượt. Cả hai sau đó đã đến một nơi có tảo nổi khiến Milo khá thích thú nên đứng lại xem thử thì bị Bích cô ném một cái vào mặt do cả hai không phải đi tham quan. Cậu ta muốn cả hai phải rời đi vì tảo này về đêm sẽ thu hút dã thú. Cả hai tiếp tục đi thì Milo đã ngất xỉu giữa đường, sau một lúc Bico trở về với hai con thần lằn con đua nhau cắn nhau đít đuôi trên tay. Cậu nướng lên cho Milo vì cậu ta đói quá nên mới ngất. Cả hai thấy bản thân không còn nhiều thời gian vì ông Gai Bi chỉ còn một tháng còn số thuốc Milo để lại cho chị thì chỉ đủ ba tháng. Bico bảo bố éo phải ngục rồi lấy ra một tấm bản đồ đã vạch ra tuyến đường, nói cả hai sẽ đi băng qua một mỏ than. Điều này làm Milo lo ngại về mấy con chuột dưới mỏ nhưng Bico bảo mình cũng đã có cách sau đó cậu ta tìm thấy một cái càng cua nhô lên rồi huýt sáo gọi người đồng hành thứ ba đó là con cua của mình đã đi gọi con cô lên giờ milo đã hiểu lý do họ đi chệch hướng là vì Bico cô mải đi tìm cua vì biết nó vùi mình dưới cát ước tính nếu cưỡi cua thì sẽ đến mỏ trong hai ngày và chuột cũng không ngu ngốc mà tấn công đối thủ to hơn chúng chưa kịp đặt mông ngồi cho ấm thì cậu bị con cua ném xuống Bico sau đó đã ném cho Milo một bộ đồ để cậu mặc cho con cua đỡ thấy lạ. Nhưng con cua này ai quy cao vừa lờ vì kể cả mặc vào thì Milo vẫn bị nó ném xuống khi cố leo lên. Milo đành đi bộ và đến chiều lẽo đéo theo sau Bico. Bico sau đó để Milo thử nhưng cậu ta vẫn bị ném xuống. Thử lần hai có vẻ khả quan hơn nhưng vẫn vậy. Tiếp tục thử thì Milo lại khiến con cua xoay mỏng mỏng làm Milo thấy mọi thứ như tối sầm lại. Sáng hôm sau trong khi Milo tiếp tục tập cưỡi cưa thì Bico đang ngồi chế thuốc mọc nấm để tẩm vào mũi tên. Đột nhiên có người xuất hiện nên Milo đã phanh gấp và bị hất bay lên trước mặt cô gái kia tình cờ thì cô ta chính là cô gái tóc hồng mà Bico đã tóm được lần trước. Cô ta nhìn Milo mà khen cậu có con cua à lộn con cua bự quá. cô đang bắn thử tên tẩm nấm thì nghe thấy tiếng hét của Milo. Người đang cưỡi cua là cô gái đó còn Milo thì bám vào càng cua. cô đang dùng mũi tên tẩm nấm hất văng cô ta đi. Cậu dùng ánh mắt đe dọa rồi bắn tên đuổi cô ta. Hóa ra cô ta gạ sẽ giúp Milo cách cưỡi cua nhưng lại muốn cướp nó. Sau đó Milo đã nói chuyện được với con cua và yêu cầu nó cúi xuống để cậu bôi thuốc khiến cô ngạc nhiên vì Milo đã có thể làm vậy dù chưa cưỡi được cua thay đổi kế hoạch, Bích Cô không cần Milo tập cưỡi nữa. cả hai tiếp tục lên đường và tối đó đã dừng chân nghỉ lại tại một ngôi đền trên núi. tại đây cả hai gặp lại cô gái tóc hồng kia và cô ta có vẻ đang nghẹn gì đó. Milo nhanh chóng chạy đến vỗ vỗ cho cô ta ói ra nhưng vẫn chưa hết. nên cậu đã làm liều cưỡng hôn nhỏ rồi lấy từ trong họng cô ta ra một con nhộng. Milo cho biết đó là một loại nhộng thường dùng để ngăn nô lệ chạy trốn. cô tưởng cả hai giúp mình để nhắm đến cơ thể nõn nà của mình nhưng Bích Cô bảo đéo hứng với hai lưng thấy vậy cô chế diễu cậu là trai tân khiến Bích cô định rút tên ra cho nhỏ một lỗ nếu là tôi thì tôi rút súng ra từ quần rồi Milo nói ra rằng bản thân chỉ muốn cô chia cho cả hai ít đồ ăn cô ta sau đó đành mở túi và bày đồ ra cho cả hai chọn Milo lấy đồ một bịch bánh cùng tên với Bích cô cô ta đòi trả tiền khiến Bích cô nổi nóng nhưng Milo vẫn chấp nhận trả Milo vui vẻ đưa Bích cô nếm thử và cậu ta thấy chúng good. Cô ta thấy rằng có vẻ sẽ không bán được xăng cho cả hai nên đã đổ đi. Đêm đó một rung chấn xảy ra khiến Bico giật mình tỉnh giấc. Milo đang cưỡi cua chạy trước còn bản thân lúc này đang ở trên lưng một con bọ khổng lồ. Milo cho biết con bọ này là cả một pháo đài vũ khí nên nếu để nó đâm vào mỏ than sắp đến thì cả mỏ sẽ phát nổ. Bico biết rõ con này là bọ ăn cho cốt và vì can xăng của con báo tốc hồng này mới khiến nó tỉnh giấc. Bico hét lớn chỉ Milo cách là điều khiển cho con cua đập vào đầu nó thì nó sẽ dừng lại còn mình thì bị nhỏ giữ chặt chân không đi được. Milo đã thỉnh cầu con cua và nó đã nghe theo rồi nhảy lên đâm thẳng đầu con bọ làm hai lai. Còn Bích cô nhảy lên và thả cô gái tóc hồng kia xuống cho Milo rồi bắn một tên vào sọ con bọ. Nấm mọc lên thì bọ cũng ngừng chạy mà chết. Khá may mắn vì cả hai đã dừng lại trước khi đâm vào khu mỏ vì nó đã ở ngay trước mắt. Nhưng bất ngờ trước khi một quả pháo bị bắn ra và thổi tung cả khu mỏ, tai nạn ngoài ý muốn nên cả hai đành phải đi đường khác. Sáng hôm sau tỉnh lại thì Milo báo tin là tóc hồng đã bỏ trốn cùng số tiền của cả hai. Nhưng mừng cái là cô ta đã bỏ lại cho họ kha khá đồ ăn xem ra cũng có chút lương tâm. Bích cô nhận ra Milo đã cưỡi cua thuần thục nhưng bị thương ở tay là không ít. Chứng tỏ cậu ta đã rất chăm chỉ tập luyện nên Bích cố tỏ ra rất thán phục cậu rồi cả hai tiếp tục lên đường. Chị của Milo sau khi tỉnh lại THFI phi lên chiếc xe phân khối lớn đuổi theo. Lúc này cả Bích cô và Milo đang bị một đám trẻ tay cầm rúng liên thanh tấn công. Chúng nghĩ cả hai là người của lão Kuzokawa nên cả hai phải giải thích là éo phải nhưng chúng đếch tin. Milo bảo muốn mua là ít lương thực nhưng chúng cũng méo tin vì trong cả hai nghèo rách mùng tơi THFI đào đâu ra tiền nên vẫn đề phòng. Hết cách cô đành lấy ra tờ truy nã của bản thân để chúng chịu chấp nhận. Họ nhanh chóng bị còng lại đưa đi và cô hứa sẽ để chúng đem mình đi đổi thưởng. Cả hai bị dẫn về nơi ở của đám nhóc này và bị bắt nhốt. Còn chị của Milo lúc này vô tình đi ngang qua một khu chung cư và thấy xác người la liệt và cô đã kịp thời cứu hai ông bà này thoát khỏi con nhện khổng lồ. Họ cho biết những xác chết cô thấy quanh đây là của đám cướp chuyên chấn lụt hàng hóa và của cải của các thương nhân đi ngang qua. Cả hai ông bà muốn cảm ơn nên đã dẫn về nơi ở của mình và hứa giúp cô sửa lại xe. Trong lúc đó và Milo đã bị giam với một cô bé có vẻ hiểu chuyện canh gác. Cô nhóc mời cậu ăn và cảm nhận được Milo không phải người xấu nên đã kể cho cậu biết rằng vào mỗi mùa đông đám nhóc đều bị cá nóc quỷ đến quấy phá. Milo chú ý vào vết vảy trắng trên cánh tay cô bé và được cô bé bảo rằng vào một ngày lão Kauzokawa đã đến đây cho biết chúng đã bị dì xét. Nên người lớn đã đi làm việc cho lão để kiếm tiền chữa cho lũ trẻ. Nhưng Milo đã nhận ra là lão ta nói dốc vì đây không phải là bệnh dỉ xét. Trong lúc đó chị Milo dã về nhà hai ông bà kia và được kể lại rằng hai ông bà từng sống trong một thị trấn và người dân đã bắt đầu bị dì xét. Nhưng vào một ngày, có một người tự xưng là kẻ bảo vệ nấm xuất hiện và chữa trị cho họ. Ban đầu thì khỏi thật nhưng dần dần thì từng người một chết do bị dì xét toàn cơ thể. Sau đó tên kia cũng đã rời đi với câu nói toàn bộ việc này là một cuộc thử nghiệm. Nghe xong thì cô càng căm thù người bảo vệ nấm hơn, một lúc sau cô đã mượn đồ và sửa xe xong. Cô nghe thấy tiếng động trong một hang động nên vào lại bên trong thì thấy toàn xương khô xác chết hai ông bà kia hóa ra lại là sát nhân bệnh hoạn giết người vì thú vui và họ dnag tính biến cô thành một hình nhân khi bị cô phát giác họ chủ quan vì ly tả cô uống đã được bỏ thuốc nhưng bất ngờ chưa bà già cô đã đoán ra nên đã không uống thuốc độc mà cả hai bỏ vào lúc trước cô định tấn công thì một cái xác đột nhiên lao đến cô và nhả ra một thứ khói gì đó cô nhanh chóng thoát khỏi hầm nhưng hai ông bà kia biết rõ bản thân không thắng được cô nên đã chấp nhận thực hiện kế hoạch cuối đó là cho nổ khô hầm và chết chung với nó lúc này bico đã bị đưa đi giam lại một góc Cậu thấy mấy mũi lao có vẻ tốt và mở mồm xin thì được nghe hai đứa nhóc kể lại rằng cha mẹ chúng từng là ngư dân, nhưng vì chống đối lão Kuzokawa nên đã bị khử cả. Cậu tiếp tục muốn xin cây lao của bố mẹ chúng thì đứa nhóc cầm súng nổi giận định phát kẹo đồng nhưng phải dừng lại vì sợ mất tiền. Đám nhóc kia sau đó đã chạy đến khoe rằng Milo đã chữa khỏi bệnh cho chúng, sau đó thì từ hai đứa canh giờ chỉ còn lại một. Đứa nhóc được phân ở lại đang đọc một tấm bản đồ thì Bico bảo rằng mình biết chỗ này. Cậu ta hào hứng đưa nó cho Bico và kể rằng bản thân đã được một người bảo vệ nấm cứu mạng nên giờ muốn báo đáp. Sau đó cậu Nhóc đã đưa tấm bản đồ rồi chạy đi giải quyết nỗi buồn bỏ mặc Bico làm cậu ta dễ dàng tháo vỡ còng tay. Trong lúc đó Milo đã chữa và còn kê đơn thuốc và cách điều chế cho lũ trẻ. Chúng muốn trả ơn nên Milo đã xin thả chúng thả cô ra, cậu Nhóc trưởng đoàn không đồng ý, vì cần tiền để mua vũ khí chống lại cả nóc trước khi mùa đông đến, nhưng vừa nói xong thì đàn cá nóc đến để kiếm ăn. Một con đã bắt được nhóc kia nên Bico đã lao ra cứu nó bằng một cây lao rồi nhẹ nhàng cắt đôi con cá lóc, tiếc là không có cơm để làm sashimi. Bích cô hứa sẽ cứu chúng nhưng vì cậu éo biết chữ nên một mũi tên cậu bắn thì nhóc cai này phải đọc ra một địa điểm trên tấm bản đồ mà cậu đưa cho Bích Đọc hết tên thì cá nóc cũng hết nên Bích đã gọi con cua và đi đón Milo. Milo tính đi thì cô bé giữ cậu lại bảo thị trấn này cần cậu. Nhưng Milo bảo cô rằng đã chỉ lại kiến thức cho cô bé và cô sẽ thay cậu làm bác sĩ cho nơi này. Cậu nhóc trưởng đoàn ném chiếc lao cha mình để lại cho Bích những nhưng vẫn lạnh lùng nói là muốn thử lấy mạng cậu ta thôi. Trong lúc đó lão Kuzokawa vẫn đang lùng sục và vẫn chưa bắt được ông Jinbi nhưng ngay lập tức hắn ra hiệu cho thuộc hạ cuối mình rồi nhận ra kẻ đứng cuối khả nghi lão đến cạnh lột bỏ mũ của người này ra vì đó chính là ông bích đang cải trang bích và milo lúc này đã đi ngang qua một khu vực băng tuyết milo rén run tay run chân còn bích thì cười cợt sự yếu đuối đó của cậu sau đó cả hai phát hiện có một con thỏ bích cô tính tặng con thỏ một mũi tên nhưng milo đã giành bắn sau đó cậu ta bắn hụt do so tay quá răn nhưng mũi tên phun ra lưới nên dù hụt vẫn có tác dụng là bắt được thỏ hòa ra milo đã điều chế ra loại tên mới bằng cách sử dụng tơ nhện còn bích bảo đó là an gian cả hai vô tình tìm thấy nhỏ tóc hồng đang bị đóng băng, cả hai đã đưa cô vào một cái hang để sưởi ấm. Milo thắc mắc sao nhỏ lại đến được nơi này trước họ thì được cô cho biết bản thân đã sửa lại trực thăng tại đền và bay ngang qua đây nhưng lại bị pháo phòng không của quân đội bắn rơi. Bích cô nghe xong cho rằng đó là do nghiệp đấy con, do ăn ở nên mới bị nghiệp quật. Nhưng cô cho rằng mọi thứ cứ xảy đến với mình chứ bản thân không hề cố ý gây nghiệp. Cô quá mệt mỏi và thấy bản thân có lẽ nên chết đi cho rồi bích cô nghe thế thì đã dí một miếng sắt nóng lên đầu cô để xem cô có chán đời thật hay không làm nhỏ chửi tung mà vì nghịch ngu cả ba sau đó đã lại lên đường cùng nhau nhưng bích cô éo thích thế cậu và nhỏ cãi nhau làm cho chú cua cũng khó chịu mà ném hai người xuống sau đó họ đến gặp được một trại thương nhân nhưng họ không dùng tiền taki thông dụng nên cả hai không thể mua đồ thương nhân bảo sẽ đồng ý bán cho họ nếu họ để con cua lại dĩ nhiên là bích cô bảo đéo nên cả bọn có biết làm sao nhưng tóc hồng đã trổ tài thương lượng và chỉ cần ít rồi hộp họ đã có đồ để đi dưới trời tuyết Cả ba đã đến được một ga tàu, dù lối đi đã bị băng bịt kín nhưng anh cua lại một lần nữa gánh tim khi một vàng phá hủy lớp băng. Lúc xuống dưới, cô thổi một làn nấm phát quang làm làm Milo trầm trồ với sự lung linh của đống nấm phát quang. Cả ba sau đó đã tìm được mấy đầu tàu cũ và may mắn là đầu tàu họ cần vẫn hoạt động được. Ghi chú bảo chỉ cần bỏ tiền vào là có thể di chuyển nhưng nó đòi hỏi loại tiền yên thứ mà đến bây giờ đã không còn sử dụng. Tóc hồng lại phải ra tay cậy nắp trên bảng điều khiển để thử đấu dây, làm cô và Milo vô cùng ngạc nhiên. N-H-R-O bảo trước đây khi bị bắt làm nô lệ thì cô đã từng bị đùn vào xưởng máy móc những người khác đều tiếp xúc với máy mà nhiễm gì xét nên cô cũng đã bỏ chạy cô bảo cả hai cần ít thời gian vì cơ chế hơi phức tạp nên Milo và Bico đã đi nấu ít đồ ăn rồi tâm sự tuổi hồng Milo thấy vui vì đã được đi cùng Bico và được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ khiến Milo cảm thấy tràn đầy sức sống và quyết tâm tìm ra thuốc giúp mình cứu trị đến đây thì Milo cũng hỏi Bico về ông cậu thì Bico cho biết Tuy ông không phải ông ruột nhưng ông lại là người thân và là người sư phụ duy nhất của cậu Ông dạy cậu bán cung và dạy cách sinh tồn, tuy dạy rất khắc nghiệt khiến Bisco vài lần suýt hẹo nhưng vì là người thân duy nhất nên biết cô muốn cứu ông cho bằng được. Đang tâm sự giờ thì nhỏ tóc hồng đã sửa xong và trở lại. Cô đã nghe hết chuyện của cả hai và thắc mắc sao cả hai lại cố gắng vì người khác đến vậy. Milo thì thầm bên tai nhỏ rằng đó là vì tình yêu và họ là những tên ngọc làm nhỏ đỏ mặt. Milo và Bisco sau đó đã lên tàu nhưng tóc hồng thì không đi theo vì sợ mất mạng. Cả hai cũng không ép nhưng chỉ muốn biết tên cô nhưng cô từ chối. Cả hai đã tự giới thiệu trước nhưng cô vẫn không dám nói vì sợ xe hai sẽ cười cái tên của mình. Milo hứa sẽ không cười nên cô mới dám nói ra tên mình là Tizon. Milo vẫn không cười mà còn khen cô có tên hay. Tàu sau đó cũng chạy và Milo hứa sẽ còn gặp lại Tizon và sẽ kể cô nghe chuyện trên đường đi. Tizon xúc động định cảm ơn cả hai vì đã xem cô là bạn nhưng vẫn còn ngại và để lỡ mất cơ hội. Đột nhiên một đàn bạch tuộc dầu xuất hiện, chúng nhảy về phía đầu tàu buộc bít cô phải bắn trả. Cậu tin tưởng và giao lưng phía sau mình cho Milo dùng Milo không tự tin. Cả hai hạ được đám bạch tuộc nhỏ nhưng con trùm giờ đây cũng lộ diện nó bắt lấy Bico buộc Milo phải cho con cua ném động cơ vào mùng con bạch tuộc Milo đã ngắm kỹ nhưng chưa vững nên Bico đã đến căn chỉnh cho cậu vì chật là cả hai ăn đồng bằng ăn cát sau đó Milo thành công bắn nổ động cơ và cả con bạch tuộc cả hai giờ đây đã đến được thung lũng cần đến và họ chạm tán một con chim đang tha một con bạch tuộc nhưng rồi con chim đó bị một con rắn khổng lồ lao lên ăn mất nhận ra đó là con rắn có mang nấm ăn gì xét Bico đã nhanh chóng đu dây qua trước và tìm cách tấn công con rắn nhưng vô ích Bích cô đang đánh dở thì chị Milo từ đâu xuất hiện với ánh mắt trần đầy sắc khí. Chị Milo từ đâu xuất hiện ngay hướng của Bico. Cô muốn Bico trả em trai cho mình nhưng cậu ta bảo Milo mới là người tự nguyện đi theo để cứu chị. cô thấy cáu nên vẫn cứ cố chọc tức cô khiến cô không thể nào bình tĩnh nghe Bico giải thích. Nhưng đúng lúc này thì con rắn khổng lồ lại nhắm về phía họ. Cô dù đã lái xe lùi lại nhưng vẫn bị con rắn bắt đi nên Milo đã cưới cua lao lên để cứu chị mình cậu đã cho cua đâm vào con rắn khiến nó phải buông chị mình ra và bích cô đỡ được nhưng khi nhảy xuống thì con rắn lại tóm lấy cảng của con cua khiến bích cô lo lắng dù đã bắn bao nhiêu mũi tên nhưng con rắn vẫn không chịu buông nên milo đã xin cua tin tưởng mình rồi sau đó bắn đứt càng của nó cua rơi ra nhưng milo lại ở ngay trước miệng con rắn bích cô đã hợp lực với chị milo lái xe mô tô mà nhảy lên bắt lấy milo rồi cả hai thằng rơi thẳng vào miệng rắn Milo và Bico đã nhồi cả đống nấm vào miệng nó rồi Bico dùng chính vũ khí của chị Milo mà chui ra từ trên đầu con rắn, cả hai sau đó đã an toàn dưới mặt đất. Milo gặp lại chị thì cũng đã giải thích được cho cô hiểu. Cả hai nhận ra từ người con rắn có một loại nấm và tin rằng đó là nấm ăn gì xét, nhưng Bico ăn thử thì nó không khác những nấm khác là mấy. Cậu nghĩ là đã sai nên muốn đi tìm con rắn khác vì giờ đã mất công đến đây thì không thể về tay không Milo muốn cậu chờ chữa trị trước nhưng Bico vẫn không chịu nghe theo. Đẩy Milo ra thì vô tình Milo nhận thấy điều lạ thường, cậu đã đặt bàn tay dính máu của Bitco lên cây nấm và nó có phản ứng lạ. Bitco sau đó mới chịu băng bó còn Milo thì muốn biết nhóm máu của Bitco là gì. Nhưng cậu ta không biết nhóm máu là cái gì, Milo nhớ ra rằng ông cậu ấy cũng từng nói y đúc nên cho rằng những người bảo vệ nấm không có quá nhiều kiến thức về y học. Milo nghi ngờ việc trong máu của những người bảo vệ nấm có thứ gì đó nên mới có thể khiến nấm ăn gì xét hoạt động hiệu quả. Sau khi chuyển máu, Milo tính xin cô ít máu để thử nghiệm. Còn chị Milo thì đã có cái nhìn khác về những người bảo vệ nấm. Cô nhìn chăm chằm khiến cô ngượng nên cô đành ra ngoài sửa chiếc xe của mình. Đột nhiên cô phát hiện có mấy sợi dây thả xuống móc vào con rắn. Cô đã nhìn lên thì lão Kuzokawa đã bám theo cả ba đến đây. Lão ta đã lợi dụng họ để chiếm lấy nấm ăn dỉ xét và bán cho chính phủ. cô né đán rồi bắn tên vào khí cầu của lão ta nhưng chẳng có mấy tác dụng vì lão đã bọc màng kháng nấm. Trong lúc đám thuộc hạ cho rằng cậu vẫn còn yếu và nã súng thì Bisco đã nhảy lên bắn thẳng vào buồng điều khiển qua cửa kính, nhưng khi cậu làm vậy thì cậu cũng bị Kuzokawa một viên đạn dỉ xét vào bụng. Vì đã có thứ mình cần nên lão nhanh chóng quay xe bỏ về. Sáng hôm sau, đã tin tưởng Bisco và giao Milo cho cậu rồi trở về trên xe yêu. Trước khi lên đường, cô có nhận hai liều thuốc từ Miller Mod cái để đem về chữa cho cô và cho ông Bisco, nhưng cô đã nhường liều của mình lại cho Bisco vì vết của cậu sẽ phát tán nhanh hơn. Cậu cũng lần đầu gọi tên cô là Pagu. cô cảm động cũng tiện thể khen cậu mấy câu khiến cậu đỏ hết cả mặt. Bagu sau đó đã trở về doanh trại thì phát hiện ra lính của mình đã bị điều khiển. Cô nhanh chóng bị lão Kuzokawa bắt được vì lão cũng đã bắt được ông của Biko đưa ra đe dọa. Trong lúc đó, Milo và Biko đang nghỉ chân lại được ở một cabin có đầy đủ tiện nghi. Biko thì mải chơi với con cua và không chịu nghỉ ngơi bình phục. Đã vậy còn đùn đẩy hết việc cho Milo làm cậu ta cáu lắm. Đang nấu đồ ăn thì nghe được thông tin mà Kuzokawa gửi đến qua TV khiến sắc mặt Milo biến sắc khi nhìn thấy. Lúc Biko về Milo vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng khi Biko nhìn mặt Milo thì có vẻ không ổn nên đã nếm thử đồ ăn thì biết trong đó có thuốc ngủ. cô đoán rằng Pagu đã gặp chuyện và cậu cũng biết nơi Pagu đã đến nên muốn đi cứu cô, thì Milo ngăn lại. Vì lúc này đây Bico là người bị thương nặng nhất. Bico mặc kê và họ bắt đầu cãi nhau. Milo không thể vì Bico đã trở thành một người bạn thân thiết với mình mà mình không thể đùn đẩy mọi trách nhiệm lên Bico, nên giờ có liều mạng cậu cũng phải để Bico ở nhà. Milo đã bắn trước nên Bico đã nhanh chóng tiếp cận và đấm vào mặt Milo. Cây quá Milo rút dao ra chơi lại thì bị Bico lên gối đè xuống, cậu nhận ra bản thân hơi quá tay nhưng chính vì mất cảnh giác mà cậu bị Milo chích thuốc mê và ngủ đi. Sau khi đưa Bico vào trong thì Milo đã chính thức lên đường giải cứu chị và ông JB. Lão Kuzokawa đang thư thả chơi đánh bài với lũ tay sai đang bị điều khiển, nhưng cảm thấy chán quá vì game quá dễ thì Milo đã nhanh chóng xuất hiện có mặt ngay trước mắt lão. Cậu đang rất tức giận vì vào hôm qua lão đã tra tấn chị cậu trên màn ảnh và yêu cầu Milo đưa bí mật về nấm ăn gì xét và đổi lại lão sẽ thả cho ông Bico và Pagu về. Milo muốn lão đưa nấm và Pagu ra trước nhưng lão chỉ chấp thuận phần nấm trước. Milo đã dùng vài loại thuốc kết hợp lại điều chế trước mặt gã. Lão đang hí hửng thì nhận ra đây là một cú lửa và chiếc bình trong tay Milo bốc khói. Làn khói này có khả năng gây tê liệt nên người của Kuzo đều ngất hết hoặc bị tên răng tơ của Milo khóa chặt. Milo đã nhanh chóng vòng ra sau lưng và chém lão mấy nhát với con dao độc của mình để trả đũa cho những gì lão làm. Nhưng vừa định đi thì Milo dính một mũi tên giữa người. Kuzo đã có dữ liệu sẵn nên đã chuẩn bị thuốc giải độc. Còn mũi tên mà lão bắn vào Milo cũng có độc sẽ khiến cơ thể Milo sẽ bị lão ta chi phối. Milo ngỡ ngàng hóa ra lão cùng từng là một người bảo vệ nấm. Nên lão hiểu rõ cách nấm hoạt động, lão hiểu rằng VA nắm công thức nấm ăn gì xét trong tay sẽ khiến lão có nhiều quyền lực hơn tất cả. Lão ta muốn Milo khai ra hoặc bản thân sẽ khiến cậu trông như đám lính này rồi ép cậu khai ra. Milo mặc kệ lời đe dọa quyết không khai, Úc này thì cu dô cáu rồi đang tính cho Milo ăn một mũi nữa thì Bico xuất hiện. Ông Gibi lúc này cũng đã giả ngu rồi nhân lúc được đưa cho một con chuột đã tự chế ra dung dịch phá khóa, tìm được cách để thoát khỏi nhà ngục, lão quyết không thả người rồi ba hoa về Bico nhưng cậu vẫn không ngừng chọc tức gã bảo bố đéo quan tâm đến mày. Kuzo cay quá khai ra mình chính là kẻ tung tin đồn những người bảo vệ nấm là những kẻ phán tán gì xét. Kuzo nhắm cánh tay có nỏ về phía Bito nhưng cậu đã bắn bay cánh tay của ông Tam nhưng rồi Bito rồi lại bị chính Milo bán trả cũng không thể trách vì giờ Milo hoàn toàn không điều khiển được cơ thể nữa. Lão Kuzukawa muốn cậu nói ra bí mật hoặc mũi tên tiếp theo là vào sọ của Biko. Milo không còn cách nào ngoài nói ra bí mật nằm trong máu những người bảo vệ nấm. Nhưng khi biết thì lão đã trở mặt và vẫn để Biko chết dưới tay Milo. Ngay lúc mũi tên bay ra thì Biko đã bắt được tên bằng miệng và phóng lại xuyên qua mắt lão ta. Một mũi tên bay đến ngay dưới chân và nấm mọc ra đẩy Kuzukawa đập đầu vào trần nhà. Chính ông của Bito đã làm hết và ông cũng đã cứu luôn Pagu rồi giúp cô an toàn rời đi trước. Ông cũng đã đưa hai cậu tẻ ra ngoài nhưng lính của Kuzo vẫn cản bước họ rời đi. Ông Zibi lại một lần nữa chơi trò ở lại cầm chân để cả hai chạy đi mặc cho Bito ngăn cản. Sau đó mặc cho những tên lính vẫn tiến tới ông Zibi vẫn nhanh nhẹn bắn tên tạo nấm cản bước bọn chúng. Dì xét đã bắt đầu lây lan trên người Milo khiến cậu đã ngã gục. Lúc này con cua xuất hiện kịp lúc và xử hết đám lính kia và dù bị thương nặng như vậy nhưng Milo vẫn lo cho Cô và còn dặn cậu là đừng để chết khiến Cô chỉ biết quỳ xuống nhìn cậu trong đau khổ. Milo đã mơ về việc được quây quần vui vẻ cùng mọi người thì càng ngày càng xa vời với họ khiến cho cậu bất chợt tỉnh lại. Toàn thân cậu được băng bó đầy đủ nhưng bịt mắt, sợ rằng mình sẽ như thằng cha nhà sư mù nào đó đi sóng âm vô ảnh cướp mọi người nên cậu hoảng lắm. cô ngồi cạnh đó an ủi bảo rằng bản thân đã có được một cây nấm từ chỗ Pagu rồi điều chế ra một liều thuốc dựa trên công thức Milo để lại. Milo muốn biết Cô tiêm cho bản thân trước nhưng Bích cho biết bản thân đã tiêm, xả lợ vậy nhưng thật ra Bích Cô đã cố tình bịt mắt Milo để cậu không biết rằng bản thân cậu vẫn còn bệnh. Milo xin lỗi vì bản thân đã hấp tấp rồi dẫn đến hoàn cảnh như bây giờ, Bích Cô cho rằng họ cũng không hẳn là thua vì đã cứu được ông Zibi và Pagu. Milo thất chán quá nên đã gợi ý là Bích nên thử hẹn hò với chị mình, làm Bích hết cả hồn vì không dám thích một người từng đập mình bằng gậy sắt. Milo cho biết chị mình cũng giống Bích Cô khi chưa hề có kinh nghiệm trong yêu đương, ngoài mặt thì mạnh mẽ vậy nhưng khá là nhạy cảm. Chưa kể thì chị cậu lại là mỹ nhân hàng đầu thị trấn, cả hai dành cho nhau những động viên rồi sau đó Milo đã thiếp đi, cô không dám ở lại bên cạnh Milo vì không muốn để Milo gặp nguy hiểm thêm nữa, nên cậu đã quyết định chia cách tại đây. Trong lúc đó, Kuzo đã mang ông của Biko đến một nhà kho và tiết lộ cho ông biết về kế hoạch của mình, vì gần đây, dì xét đã dần ít đi nên số lượng người nhiễm cũng giảm rõ rệt, cho nên Kuzo dự định sẽ tạo ra gió dì xét nhân tạo bằng cách nung chảy một con người sát dỉ xét khổng lồ và dùng đạn dỉ xét bắn về những hướng đầu ngọn gió như thế gió dỉ xét sẽ lại tiếp tục thổi hắn cũng sẽ tuyệt diệt loài rắn ở thung lũng kia để ngăn không cho nấm ăn dỉ xét phát triển thêm nữa hắn cần ông gb sống vì muốn ông giúp sức bằng cách về làng của những người bảo vệ nấm và thuyết phục những người trẻ hiến máu để làm thuốc nhưng ông không bao giờ chấp nhận việc đó rồi hôn yêu hắn bằng đầu của mình khiến hắn vỡ mũi một gã cận vệ xông lên đấm ông gb túi bụi Lão Cujo định cắt cụt ngón tay của ông để ép buộc ông phải nghe theo, nhưng ông vẫn kiên định và không đầu hàng. Lão ra lệnh cho tên lính kia cắt tay ông thì anh ta lại chặt dây xích cho Ona, rồi quay lại đâm vào chân cuzo Lão ta đau đớn tháo mặt nạ ra thì phát hiện người đó chính là Bico cậu tóm lấy giã ném gã xuống dưới. Nhưng lão ta vẫn may mắn sống sót, ông JB bị sốc khi thấy Bico cũng nhiễm dỉ xét nhưng cậu vẫn bình tĩnh và nhờ ông phá khẩu pháo của cuzo còn bản thân sẽ lo liệu lão ta họ ôm nhau tạm biệt rồi cậu nhảy xuống tìm lão tính sổ kuzonagi lập tức sai người mang vũ khí bí mật đến ông jibi vừa lên trên tìm khẩu pháo thì bị một con khỉ lao đến tấn công may thay pagu đã đến đánh văng hàm con khỉ độ để trả ơn ông việc cứu mình lúc tối qua cậu nhanh chóng hạ hết đám ong bất cần bị gã bắn lủng mắt lão đang khoái chí thì bích dùng ánh mắt khát máu nhìn gã làm gã hoảng sợ đang đứng lên tiến tới chỗ lão thì thứ vũ khí của kuzo cũng đã được thả xuống đó là một tên to lớn có vấn đề về trí óc hắn bắn điên cuồng rồi lao đến hấp văng Bico, cậu đã bắn hai mũi tên dưới chân hắn rồi cho nổ ra nấm khiến hắn rơi xuống dưới dung nham. Bico đã dâng cung chuẩn bị kết liễu Kuzo thì lại không bắn được vì tay cậu đã bị dỉ sét ăn mòn, lão ta đắc chí cười nhạo nên cậu đã nhảy qua đấm thẳng mặt lão. Cậu cho lão cơ hội chạy vì có chạy thì cậu cũng sẽ săn lùng lão đến cùng. Kuzo chạy về phía hai tên tay sai nhưng Bico dù có bị bắn vẫn cứ tiến lên và đấm gục hai tên kia cậu lao thẳng đến đấm vỡ mùng Kuzo và tay cậu cũng dỉ xét mà gãy luôn. Kuzo nhanh chóng đã thay đạn và muốn kết liễu Bico nhưng Milo đã đến và bắn bay cánh tay giả của hắn. Bico lao lên cắn vào cổ lão ta và đẩy lão xuống lớp dỉ xét nóng chảy. Cậu đã dí lão xuống dung nham để có thể chắc chắn là Kuzo sẽ không thể thoát và gây hại được nữa. Milo đứng đó trách cậu vì bỏ mình lại mà đi một mình. Milo nhắc lại lời hứa hẹn của cả hai nhưng Bito đã ném chiếc cung cho cậu cho rằng bản thân dù có chết nhưng linh hồn vẫn sẽ còn tồn tại ở trong cây cung cậu muốn milo hãy kết liễu mình chứ đừng để gì xét làm điều đó milo nước mắt tuôn rơi căng cung để thực hiện di nguyện cuối của Bit. một mũi tên sau đó đã bắn ra chúng vào bít và thân thể cậu đã thực sự chìm trong dung nham ông gb và ba gudnag đối mặt với bảy lũ tinh tinh biến dạng còn nhà máy của Kuzo cũng bắt đầu mất kiểm soát khiến khẩu pháo voi kia chuẩn bị cưỡng chế bắn ra đạn dì xét. Zibi bảo rằng phải chặn nó lại ngay. Bagu lúc này đã hạ gục con khỉ rồi ném thẳng nó vào con voi khiến nó ngã xuống và quá trình bắn đã được dừng lại. Chứng kiến sức mạnh đó khiến ông lão Gibi sốc lắm, nhà máy sau đó cũng bắt đầu phát nổ. Bagu sau đó chạy vào tìm Bico nhưng chỉ gặp được Milo. Hai chị em đã chạy ra ngoài và hội ngộ với ông Gibi. Ông hỏi họ muốn biết Bico đâu thì Milo bảo Bico giờ sẽ ở trong tim mình ông và Bagu nghe cũng hiểu được chuyện đã xảy ra với Bico nên sắc thái có hơi giảm xuống vì đau buồn. Chiều đó quân đội và đội cứu hộ đã đến để dọn dẹp bãi chiến trường. Milo nhìn đống cho tàn muốn thử tìm lại cơ thể của Bico để nếu có thể thì đem đi mai táng và gửi về làng. Dù cho Bico bảo rằng mình thích phong táng hơn, họ đang đầu buồn thì đột nhiên trong làn khói một cánh tay đưa lên phá hủy một chiếc máy bay. Con người sắt đã ngừng hoạt động từ lâu đột nhiên sống dậy. Nó đã hướng mồm lên trời và bắn một viên đạn pháo khổng lồ thẳng đến hướng thung lũng trẻ con khóc nhằm tuyệt diệt nắm ăn gì xét. Milo nhận ra con người sắt này chính là lão Kuzokawa, quân đội cố bắn trả nhưng cũng chỉ như mũi đốt inox con người sắt khè một cái cùng vài bước chân đã càn sạch mớ xe tăng nó đã hướng về phía các thành phố con cua thì đã bị vùi xuống dưới cát nhưng ông gb bảo vỏ nó chống được dỉ xét nên đừng lo milo sau đó đã tiên phong chạy đi cản con người sắt vì bản thân đã được tiêm thuốc kháng dỉ xét còn ông và pagu đã ở lại đào cua lên và sẽ đuổi theo sau trong lúc đó tizon đã đi đến nơi mà pagu từng bị bắt lần trước để bán đồ gia rẻ thì lại vô tình gặp mấy người lính cảnh vệ vừa được thoát khỏi nấm điều khiển đang chưa biết chuyện gì thì quân đội lái máy bay đến tìm nguyên liệu vì người sắt sắp đến một gã sợ hãi nói rằng Bico và Kuzo đã chết trong dung nham, làm cho John sốc nặng khi biết tin. Vừa nói thì con người cũng đi ngang qua khu vực đó, quân đội thi đã chuẩn bị đầy đủ chặn đầu người sắt nhưng hỏa lực có bao nhiêu vẫn vô dụng. Người sắp chỉ việc chỉ mục tiêu và nhổ một bãi là quân đội đồng loạt đi hết. Cảnh vệ muốn làm gì đó nhưng họ không đủ quyết đoán để ra quyết định mà muốn chờ chỉ thị từ Pagu làm cho John cạn lời. Người sắt lúc này đã đi ngang qua khu vực của những thương nhân thì bị Milo kêu lại, cậu dương cung và gọi ta tên Kuzo. Nó đã quay lại và cố tấn công và Milo bằng tay laser chết chóc. Cậu đã né tránh và bắn trả lại nó cả đống nầm vì súng đạn không thể gây sát thương nhưng với nấm thì có thể. Milo bắn thì vẫn bắn nhưng vẫn không quên dùng võ mùng khiêu khích Kuzo. Đúng lúc này ông JB cưỡi cua đến kịp lúc phụ cậu chiến đấu. Ông muốn Milo cùng mình bắn liên tục vào con người sắt. Chỉ cần lật được hắn xuống thì họ sẽ thắng. Nhưng dù bắn bao nhiêu thì nó vẫn không ngụ Kuzo cứ gầm lên rồi hướng mặt lên trời khiến Milo nhận ra nó sắp bắn một quả bom và nó bắn thật. Quả bom rớt ngay đầu cả nhóm khiến họ văng ra xa trong bão lửa. Ba Gu không hiểu bằng cách nào thì gặp được Tizon nên cả hai ngồi trên một chiếc xe đỏ, xuất phát luôn lên đường đi giúp đỡ Milo. Tizon lấy ra bản thiết kế của con người máy làm cho Ba Gu tranh giành khiến chiếc xe trao đảo, nhưng cầm trên tay cô éo hiểu gì. Tinh khí nóng nảy của cô làm cho Tizon không tin nổi cô và Milo là chị em. Milo và ông lúc này đã thoát khỏi vụ nổ. Dù họ vẫn sống nhưng ông thì đã bị thương ở chân nên Milo đã giúp ông sơ cứu. Ông cho biết gì xét giống như sự hủy diệt, nó ăn mòn mọi thứ từ con người đến thực vật và nấm ăn gì là thứ duy nhất có thể chống lại nó. Milo đã để ông lại cho mấy người thương nhân gần đấy chăm sóc còn bản thân sẽ đuổi theo Kuzokawa vì cậu biết rõ hắn đang hướng về là thị trấn. Milo ngay lập tức leo lên lưng cua và rời đi, trong lúc đó Kuzo đang hướng thẳng đến thị trấn của lũ nhóc trước đây. Đám nhóc muốn bản vệ thị trấn nhưng đứa đầu cuốn khắn đã khuyên tất cả bỏ chạy để giữ mạng rồi xây dựng lại thị trấn sau. Cả nhóm đều nghe theo và chạy đi nhưng chúng đã đặt bẫy khiến Kuzo tức giận đuổi theo chúng. Cậu nhóc chỉ huy đã tình nguyện tách đoàn để cầm chân cho những người còn lại chạy thoát. Khi cậu nhóc sắp dính tia chết chóc thì Mio đã bắn nấm ra để che chắn cậu tiếp tục khiêu khích để lôi kéo sự chú ý về bản thân milo liên tục di chuyển vào bán nấm sự cơ động là không hề ít khi con cua gánh còng lưng milo và luôn sẵn sàng nghe theo và đón milo ở bất kỳ vị trí nào đúng lúc này thì pagu cùng quân cảnh vệ đến để cứu viện ông Zibi đã đã đi nhờ xe của tijon và cũng đến được đây tijon rất vui vì milo còn sống nhưng cậu bảo muốn chuyện trò để sau mà tập trung đánh trước đã mặc kệ quân đội và tiếp tục hướng đến thị trấn cũ cả nhóm cũng buộc phải đuổi theo thị trấn cùng những cô gái và tú bà quen milo lúc này đã nhận được tin về sự xuất hiện của người sắt nó trên đường đi đã mở cánh quạt và xả ra hàng đống gió dỉ sét khiến máy bay cũng như xe tăng đều hư hỏng hết. Nhóm Milo may mắn bình an được nhờ con cua đã đẩy họ xuống cát. Khi Kuzokawa rời đi thì con cua mới lôi cả nhóm lên. Milo tiếp tục tiêm thuốc cấm để tiếp tục chiến đấu. Cậu giao chị mình lại cho ông và tiếp tục lên lưng cua đuổi theo Kuzokawa. Kuzokawa lao về phía tường thành mặc kệ hàng loạt đạn pháo chống trả, nhưng đều vô dụng và trước khi nó tấn công vào tường thành Milo đã bắn tên ngăn cản nó người dân cũng thấy được Milo trên truyền hình nên không nỡ đi di tản. Milo cùng con cua cố tấn công và mặc dù cua đã bật mắc kỹ năng bay nhảy như chim để cho Milo bắn tên liên tục, thì họ bị Kuzo quật trong một đòn khiến con cua thì lật ngửa còn Milo đã dần mưa nhạt ý thức nhưng cơ thể vẫn cứ tiếp tục hành động. Cậu đã dùng nấm làm bàn đạp và nhảy được lên trên lưng con người máy, cậu dùng dao đâm liên tục vào đó và lấy được chiếc kính của Pisco được rơi ra. Cứ nghĩ Kuzo đã dừng thì hắn ta đưa tay ném Milo bay về phía tưởng thành khiến cho chị cậu đứng tim vì lo lắng. Đúng lúc này thì con người máy bắt đầu lên cơn co giật và từ vết sạch mà Milo đã làm thì Bico đột nhiên đã được tái sinh và chui ra từ đó. Nghe nó vô lý nhưng đừng nói gì cả vì đây là phim thôi. Bico nhảy khỏi người Kuzo và quay về với Milo bảo là bố mày chết rồi mà vẫn bị gọi hồn dậy. Cậu ta lấy lại cặp kính và cho biết bản thân đã ở giữa ranh giới thì bị giọng nói của Milo kéo về lại. Kuzo đấm một phát về phía họ nhưng Bico đã đưa cả hai ra khỏi đó. Milo vô cùng ngạc nhiên khi gặp lại Bico. Ngạc nhiên hơn khi cánh tay đã bị vỡ do xỉ xét của Bico giờ đây đã hồi phục và nóng bỏng hơn xưa chưa kịp hàn huyên thì Kuzo tung đấm phá đám bitco bay lên và được milo ném cho cây cung giờ anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa cô bắn một mũi tên đã khiến nấm ăn dỉ xét đồng loạt xuất hiện đã vậy còn ở dạng hoàn chỉnh chỉ vài mũi tên Bico đã cho Kuzo đứt lìa nhưng nửa trên lúc này cô cảm thấy cơ thể mình tràn trề sức mạnh phần trên của Kuzo vẫn còn hoạt động và tự tách hết phần máy móc ra chỉ còn lại mỗi cái mặt nạ Bico trả cung cho milo và tính xông lên kết liễu Kuzo. ông gb đưa cùng mình cho cậu bảo là chơi hết mình đi và cả hai đã cùng xông lên Milo cho rằng phân tử nấm trong máu con rắn lần đó đã hòa trộn với máu của Bitco và biến cậu trở thành người tạo ra nấm ăn dỉ xét hoàn chỉnh. Dù không hiểu lắm nhưng Bitco bảo cứ đánh xong rồi tính. Kuzo đang bắt đầu phình to ra nên Tizon vội vã đã chạy đến cảnh báo khoan hãng bắn. Vì Kuzo đang phình ra và sắp phát nổ, chỉ cần tác động lên hắn thì sẽ khiến quá trình nổ xảy ra ngay lập tức và thổi bay luôn cả khu vực này. Nhưng chưa có được sách lượng đối phó nên Bitco tạm thời dựng tường nấm để ngăn Kuzo xả dỉ xét. Họ thúc giục Tizon tìm ra cách làm cô lúng cuống xem sách thiết kế. Cô đã tìm trong sách hướng dẫn và biết được chỉ cần giết người điều khiển bên trong đầu con người sắt là sẽ ngăn được nó. Bích cô tính xông lên nhưng Milo bảo không thể bắn vào chưa xác định rõ vị trí nếu không sẽ phát nổ. Bagu đã xung phong nhưng ông JB đã cản và muốn để bản thân và cô làm thay việc phá lớp mặt nạ ra. Cô phản đối vì càng cua có thể gây ra lực bất ổn và làm Kuzo phát nổ. Cô bảo võ thuật của cô đã có học qua phần căn lực để phá giáp chứ không tổn hại đến thân thể. Bích cô nghe vậy thì khịa một câu vì từng bị cô đập cho ra bã mà không thương tiếc. Thấy vậy Puwa tiến đến bảo cậu độc miệng quá dù cô sắp cận kề nguy hiểm nghe vậy cậu cũng động viên bằng việc nếu cô làm được thì muốn gì cậu cũng cho quá hợp ý mình Puwa đã tiến đến hôn Bisco một cái xem như phần trả trước Bisco đỏ mặt còn Milo muốn cậu đồng ý vì chị mình sẽ là một người vợ tốt Tizon sau đó cũng kiếm cớ sủi trước vì đã xong việc Ba Gu sau đó đã được ông và cô ném lên cô né khỏi tia dỉ xét và một gõ thẳng vào chiếc mặt nạ nhưng cô cũng bị đập một cú khi rơi xuống nhưng được Bisco dựng nấm lên đỡ lấy chiếc mặt Na rơi ra và lão kuzokawa hiện ra Lão bắn tia về phái Pagu nhưng Milo đã nhanh chóng dựng nấm bảo vệ cô. bico cô bắn tên thì bị lão bắn tia còn lại. Đang nhảy lên cao dương cung thủi cậu bị lão bắn một tia ngang qua mắt làm cậu không nhìn được gì. Milo lúc này đã giữ dây cung vững cho và để bico cô tin tưởng thả tay. Mũi tên xuyên qua đầu lão Kuzo và tạo nên hàng đống nấm trải dài rồi bóp chết lão ta cùng con người máy. Với từng này nấm thì họ sẽ có đủ thuốc để chữa cho toàn bộ người bệnh trên đất nước. Các vết dỉ xét trên khuôn mặt Pagu đã biến mất còn ông lão Gibi thì đã thấy được Milo và Bico vẫn còn sống và đang nằm nghỉ. Milo đã ngồi lại tâm sự với Bico muốn cậu hứa thật lòng là sẽ không bỏ bản thân lại một lần nữa. Một thời gian sau, người dân lần lượt được tiêm thuốc chữa bệnh miễn phí, Bagu chính thức trở thành ủy ban trường mới và lên tiếng đứng về phía những người bảo vệ nấm. Bico và Milo thì lại cải trang để qua mặt trạm kiểm soát lúc đầu vì giờ không chỉ mỗi Bico mà Milo cũng bị truy nã. Ông chú cảnh vệ báo lúc trước thì có vẻ cũng đã nhận ra cả hai nhưng cứ vừa không biết và để cả hai đi qua, vì ông chú biết cả hai đều là người tốt. Từ đó hai người tiếp tục phiêu lưu cùng nhau để Bico sửa lại cơ thể bất tử của mình, Milo rất vui vì họ giờ đây đã trở thành cặp đôi ăn hại, à lộn bất bại.